sinh trả cho anh. Khăn tay em còn nhớ, anh trả cho em lời đắng cay làm chi. Anh trả cho em lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn đắng đôi tay nên người thay đổi lòng. Những anh nào hay cho anh nhiều quá, lỡ một lần sai từ nay xin chối từ. Nhận từ đây tình tôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ em xin trả cho anh. Thân tay em còn dơ, anh trả cho em lời đắng cay làm chi. Anh trả cho em lời cay đắng làm cuộc đời còn đắng đôi tay nên người thay đổi lòng. Những anh nào hay cho anh nhiều quá, lỡ một lần sai từ nay xin chối từ. Những anh nào hay cho anh nhiều quá, từ nay xin chối từ. Tiếp theo chương trình là tiếng hát của dì Tuyết Nhung ạ. Với bài hát tự chọn, xin mời ạ, anh Hận chuẩn bị.